Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an lên án Moscow sáp nhập lãnh thổ Ukraine, trong khi Trung Quốc, Ấn Độ bỏ phiếu trắng. Vài giờ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký quyết định sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine hôm 30 tháng 9, Mỹ và Albany trình dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án các cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp và kêu gọi các nước không công nhận bất kỳ thay đổi nào đối với biên giới Ukraine. Dự thảo nghị quyết cũng kêu gọi Nga rút quân lập tức khỏi Ukraine, chấm dứt chiến dịch quân sự bắt đầu từ cuối tháng 2. Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên, trong đó có 5 thành viên thường trực bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết này. Đây chính là những gì Hội đồng Bảo an được lập ra để thực hiện, đó là bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, thúc đẩy hòa bình và an ninh. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield cho biết khi bắt đầu cuộc bỏ phiếu, Liên Hợp Quốc được thành lập dựa trên ý tưởng không bao giờ có thêm quốc gia nào được phép dùng vũ lực chiếm lãnh thổ của nước khác. Trong khi đó, Đại sứ Nga Vasily Nebenzia cho rằng việc Hội đồng Bảo an xem xét nghị quyết lên án một trong 5 thành viên thường trực vốn có quyền phủ quyết là chưa từng có tiền lệ. Ông Nebenzia nói các ngài có thực sự nghĩ rằng Nga sẽ ủng hộ một dự thảo nghị quyết như vậy hay không? Nếu không, hóa ra các ngài đang cố tình khiến chúng tôi sử dụng quyền phủ quyết rồi sau đó rêu rao rằng Nga lạm dụng quyền này. Nga là thành viên duy nhất phủ quyết dự thảo nghị quyết. Trong khi Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Gabon bỏ phiếu trắng, các thành viên còn lại bỏ phiếu thuận, trong đó có Mexico, bên đang thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình cho xung đột Ukraine, và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, quốc gia từng không ủng hộ các lệnh trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhắm vào Nga. Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia cần được bảo vệ. Đại sứ Trung Quốc Trương Quân phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế hành động làm trầm trọng thêm căng thẳng và tạo không gian cho giải pháp thông qua đàm phán ngoại giao. Dự thảo nghị quyết nhiều khả năng sẽ được đưa ra trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nơi tất cả các thành viên đều có quyền bỏ phiếu. Đại sứ Anh Barbara Woodward cho rằng cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an cho thấy việc ông Putin sáp nhập lãnh thổ Ukraine là điều viển vông và không có hiệu lực pháp lý. Các thành viên hội đồng đã bỏ phiếu theo các cách khác nhau, nhưng có một điều rõ ràng là không thành viên nào công nhận nỗ lực sáp nhập bất hợp pháp của Nga. Quyền phủ quyết của Nga không thay đổi thực tế đó. Bà nói, 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, gồm Nga, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc, có quyền phủ quyết với bất cứ dự thảo nghị quyết nào. Quyền này giúp họ có thể chặn một nghị quyết được thông qua, bất kể nó nhận được bao nhiêu phiếu ủng hộ tại Hội đồng. 10 thành viên còn lại của Hội đồng Bảo an không có quyền phủ quyết. Năm 2021, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan mô tả quy trình tại Hội đồng Bảo an là bất công và lỗi thời, khi số ít quốc gia kiểm soát thế giới bằng quyền phủ quyết. Tổng thống Putin khi đó bác bỏ, nói nếu bỏ quyền phủ quyết, Liên Hợp Quốc sẽ trở nên vô nghĩa, một tổ chức không có quyền lực. Trong lễ ký thỏa thuận sáp nhập 4 tỉnh Ukraine tại Moscow ngày 30 tháng 9, Tổng thống Putin khẳng định hàng triệu người tại các địa phương này lựa chọn gia nhập Nga, đồng thời thông báo nước này có thêm 4 tỉnh dựa trên kết quả trưng cầu dân ý. Các nước phương Tây đã chỉ trích quyết định sáp nhập 4 tỉnh Ukraine của Tổng thống Putin, gọi đây là hành động bất hợp pháp, đồng thời kêu gọi các quốc gia cùng tổ chức quốc tế từ chối công nhận quyết định của Nga. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lên án Nga sáp nhập 4 vùng Ukraine. Tổng thư ký Guterres cảnh báo Nga đang leo thang nguy hiểm với kế hoạch sáp nhập 4 lãnh thổ của Nga, vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc. Hiến chương nêu rõ, mọi hành động sáp nhập lãnh thổ một quốc gia vào lãnh thổ quốc gia khác, nếu là hệ quả của đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, thì là hành vi vi phạm các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 29 tháng 9 trả lời họp báo tại trụ sở ở New York, Mỹ. Ông Guterres tái khẳng định kế hoạch sáp nhập lãnh thổ thuộc Ukraine và lãnh thổ Nga là hành động không bao giờ phù hợp với mọi khung pháp lý quốc tế và đi ngược với mọi giá trị của cộng đồng quốc tế. Liên Hợp Quốc hôm 27 tháng 9 kết luận các cuộc trưng cầu dân ý vừa qua tại 4 vùng do Nga kiểm soát trên lãnh thổ Ukraine diễn ra bất hợp pháp. Động thái này là sự lăng mạ với các mục tiêu và nguyên tắc của Liên Hợp Quốc. Đây là bước đi leo thang nguy hiểm. Nó không thể tồn tại trong thế giới hiện đại và chúng ta không thể chấp nhận nó, ông nói. Guterres nói, nếu xúc tiến kế hoạch sáp nhập Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia vào lãnh thổ, Nga sẽ đe dọa làm đổ vỡ mọi triển vọng hòa bình. Moscow sẽ kéo dài các tác động nghiêm trọng lên nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt với những nước đang phát triển, đồng thời ngăn cản hàng loạt nỗ lực viện trợ nhân đạo trên lãnh thổ Ukraine và nhiều nơi khác.
Phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc sau đó phản pháo thông điệp từ ông Guterres, cho rằng bài phát biểu của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã đi ngược lại hiến chương. Đại diện Moscow cho rằng ông Guterres không phản ánh bức tranh đầy đủ trong vấn đề Ukraine và có cách tiếp cận thân phương Tây. Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến trong hôm nay ký các văn bản khởi động quá trình sáp nhập 4 vùng đang do quân đội và các lực lượng ly khai thân Moscow kiểm soát trên lãnh thổ Ukraine, gồm Zaporizhia, Kherson, Donetsk và Lugansk. Ông đã ra hai sắc lệnh công nhận độc lập của Zaporizhia và Kherson trước thềm lễ ký kết sáp nhập ngày hôm nay. Moscow tăng tốc quá trình sáp nhập lãnh thổ giữa giai đoạn Kiev có dấu hiệu giành ưu thế trên chiến trường với hai mũi phản công song song tại Donbass và Kherson trong hai tháng qua. Nga chỉ trích Tổng thư ký Liên Hợp Quốc vì bình luận chuyện sáp nhập 4 vùng Ukraine. Phái đoàn thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc tuyên bố người đứng đầu tổ chức này đang sử dụng cách tiếp cận giống như phương Tây trong vấn đề Ukraine và không có quyền đại diện cho Liên Hợp Quốc để đưa ra các tuyên bố chính trị. Chúng tôi rất tiếc khi nghe thấy phát ngôn như vậy từ Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Hãng tin Reuters trích thông cáo ngày 29 tháng 9 của Phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc. Phía Nga cáo buộc khi đứng trước vấn đề Ukraine, ông Guterres đã liên tục cho thấy cách tiếp cận tương tự phương Tây, đồng thời cho rằng ông không có tư cách đại diện cho tất cả các nước Liên Hợp Quốc để đưa ra tuyên bố chính trị. Nói theo đúng nghĩa đen thì Tổng thư ký đang ở chung một đội với các nước ấy, phương Tây. Phái đoàn Nga thể hiện thái độ. Trước đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ lo ngại về việc Nga sắp sáp nhập 4 vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia mà nước này đang kiểm soát ở Ukraine. Các vùng lãnh thổ này chiếm khoảng 15% diện tích Ukraine, tương đương với diện tích của Hungary hoặc Bồ Đào Nha. Buổi lễ sáp nhập dự kiến được tổ chức tại Moscow trong ngày 30 tháng 9 với sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Động thái này đi ngược lại luật pháp quốc tế, ngược lại với tất cả những gì cộng đồng quốc tế đang bảo vệ. Đó là một sự phỉ báng với những nguyên tắc và mục đích hoạt động của Liên Hợp Quốc. Hành động này không thể tồn tại trong thế giới hiện đại và chúng ta không thể chấp nhận nó. Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh ngày 29 tháng 9. Không chỉ gọi động thái của Nga là bước đi leo thang nguy hiểm, ông Guterres còn tuyên bố mọi hành động nhằm hợp pháp hóa việc sáp nhập các vùng lãnh thổ trên đều vô giá trị và đáng bị lên án. Đề cập tới kết quả của các cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức trong những vùng trên, ông Guterres cho rằng những hoạt động này nằm ngoài khuôn khổ pháp lý của Ukraine và các hành động của Nga đang gây nguy hiểm cho tiến trình hòa bình. Ngoài Guterres, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng tuyên bố sẽ không bao giờ công nhận các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga sắp sáp nhập và tìm cách hợp pháp hóa. Trong hội nghị với các lãnh đạo đảo quốc Thái Bình Dương ngày 29 tháng 9, nhà lãnh đạo Mỹ cũng bác bỏ kết quả của các cuộc trưng cầu dân ý khi mô tả chúng được sản xuất ở Moscow. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan thì kêu gọi Nga giảm căng thẳng ở Ukraine và mở rộng thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Ukraine qua Biển Đen trong cuộc điện đàm ngày 30 tháng 9. Đáp lại, Tổng thống Nga cho rằng cuộc trưng cầu dân ý ở Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia là hoàn toàn minh bạch, tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế, bao gồm cả Hiến chương Liên Hợp Quốc. Theo hãng tin TASS,